Chào mừng quý anh chị đến với kênh Nhà Đẹp Tây Sài Gòn. Hôm nay là một cái căn nhà vườn còn khá là mới, khá là đẹp nha, và gửi đến quý anh chị. Đặc biệt ở cái căn nhà này á, là mức giá cả thì rất là rẻ, rất là hợp lý nha quý anh chị nha. Hơn 1 tỷ một cái căn nhà này nha, bao gồm cả đất lẫn nhà quý anh chị ha. Chỉ có hơn 1 tỷ thôi. Quý vị hãy đón xem hết video để biết cái mức giá chính xác của cái nhà này nha. Nhưng mà báo cho anh chị trước là chỉ có hơn 1 tỷ thôi. Và chắc anh chị nghĩ rằng là chắc là nửa giá hay là giá ảo đây. Đó, nhưng mà không nha anh chị nha. Cái căn nhà này giá chỉ có hơn 1 tỷ thôi. Nằm tại địa phận của huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm là hơn 30 cây số nha. Anh chị đi khoảng là chưa tới 1 tiếng đồng hồ là mình sẽ tới cái căn nhà vườn này rồi. Đây là một cái căn nhà vườn mà anh chủ nhà có gửi bán. Đằng trước mặt là bờ kênh, có một cái con kênh rất là mát, rất là đẹp nha. Đường của mình là đường đá xanh, xe hơi đi tới tận nơi luôn nha quý anh chị ha. Nhà mình thì có một cái cây cầu nhỏ đi qua đây. Đó, cây cầu này thì rộng khoảng là 2 mét nha quý anh chị ha. Nếu anh chị muốn đi xe hơi vô thì mà chủ nhà nói là sẽ hỗ trợ cho anh chị cái tiền để mình có thể xây cái cầu mới này, hỗ trợ cho anh chị xây dựng luôn nha. Đó, rất là đơn giản luôn, để cái cây cầu này rộng hơn nếu anh chị muốn đi xe hơi. Con kênh này thì nó khá là sạch và khá là mát nha. Nếu quý anh chị muốn là mình câu cá ở đây ha thì rất là thoải mái, ở đây dưới đây cá nhiều lắm. Trước mặt nhà mình là có một cái cây dừa nha quý anh chị, có trái luôn rồi. Cây dừa rất là sai trái, nước rất là ngọt luôn anh chị à. Bây giờ mình sẽ tiến vào gần hơn ngôi nhà của mình. Ngôi nhà này thì có diện tích như thế này quý anh chị ha. Bề ngang đằng trước là 12 mét, còn bề ngang phía sau á, là 14 mét, tức là nở hậu 2 mét đó quý anh chị. Bề ngang đằng trước là 12 mét, bề ngang phía sau là 14 mét. Đó, và bề dài của căn nhà là 30 mét anh chị ha. Đó, bề sâu của căn nhà là 30 mét. Căn nhà còn khá là mới, khá là đẹp nha. Xây là xây móng, tường gạch, rồi mái là mái tôn. Đó, nhà rất đẹp, rất mới nha anh chị nha. Và pháp lý của mình là sổ hồng riêng rõ ràng nha anh chị nha. Sổ hồng riêng, không phải là sổ chung, không phải là vi bằng. Có sổ hồng riêng rõ ràng, sang tên công chứng ngay. Có thể vay được ngân hàng nha quý anh chị nha. Sổ hồng riêng, mình là sang nhượng thoải mái này, đi cầm cố ngân hàng là được này. Đó, đây là cái khu vực phía sau của căn nhà mình anh chị nha. Phía sau này thì có một cái không gian nhỏ đây, để mình có thể là để bàn ghế hoặc là mình nấu nướng ở ngoài đây, cho nó mát anh chị. Đó, nó nước, vòi nước là mình để ngoài đây này. Có một cái chum này. Đó, đằng sau này còn mấy cái chum nữa. Phía sau này thì mình có thể nuôi gà này quý anh chị nha. Đó, tuyệt vời không ạ? Cái không gian rất là đẹp, rất là xanh. Xung quanh của mình là có rất là nhiều cây xanh anh chị nha. Có cả cái mít ở đây nữa này. Đó, đây là cái không gian mình nhìn từ phía trong nhìn ra ngoài nha anh chị. Nhà mình thì có xây để những cái cột này anh chị ạ. Cột bằng sắt này rất là chắc chắn, chống cho cái mái nó kiên cố hơn. Rồi có cổng rào này, hai cánh cổng rào, làm cho nhà mình nó chắc chắn, nó an toàn hơn nha quý vị, quý anh chị. Bây giờ thì mình sẽ cùng qua bên phía này. Đó, đây là đằng trước của cái nhà mình nha. Được xây dựng rất là kiên cố nha anh chị nha. Phải nói rằng khu vực sống này thì rất là mát mẻ anh chị. Cây cối xung quanh, không khí trong lành. Mình về đây mình ở, mình nghỉ dưỡng thì phải nói là không có gì bằng rồi quý anh chị nha. Rất là nhiều quý anh chị đã có một cái nhà ở thành phố và mình có muốn sở hữu một cái căn nhà thứ hai, thì đây là một cái sự lựa chọn tuyệt vời cho mình nha. Có một cái căn nhà vườn nghỉ dưỡng để cuối tuần mình có thể về đây, mình có thể là câu cá này, rồi làm những cái bữa tiệc cùng gia đình ở cái căn nhà này. Mình nghỉ mát rất là tuyệt vời nha quý anh chị.
Đây là không gian phòng khách của căn nhà nha. Thì không gian phòng khách này có cửa sổ này rất là to, nhìn ra phía ngoài làm cho cái không gian phòng khách của mình nó thoáng mát nha. Thì hiện tại thì cái căn nhà này thì anh chủ nhà anh đang cho một cái người thân trong gia đình thuê để livestream bán hàng, nên là đồ đạc còn hơi bừa bộn nha quý anh chị nha. Đây là cái không gian phòng ngủ của căn nhà nha anh chị. Rộng rãi thoải mái nha. Mình có thể mua cái giường ở đây mình ngủ để cho nó mát quý anh chị, nó không có bị đau. Trần nhà thì rất là cao ráo nha. Đó. Không gian phòng ngủ rộng rãi, thoáng mát, có cửa sổ. Tiếp theo là bên này không gian phòng ngủ số 2 nha quý anh chị. Đó, cũng rộng rãi này, có cửa sổ thoáng mát nha. Đó, không gian rất là rộng rãi cho mình ở. Đây thì một phòng này ở một người, hai người là thoải mái luôn quý anh chị ha. Đó, nhà mình thì có tổng cộng là 2 phòng ngủ đó quý anh chị. Đây là cái không gian bếp của cái căn nhà mình. Đây, không gian bếp rộng rãi nha, thoáng mát. Đó. Rộng rãi cho các chị em phụ nữ mình có thể trổ tài nấu nướng cho gia đình mình nha. Tiếp theo bên này là có một cái không gian nhà vệ sinh nha quý anh chị. Đấy, không gian nhà vệ sinh nó vừa đủ để cho mình có thể sử dụng nha. Đó. Có chỗ để mình tắm giặt này. Đó. Rất là thoải mái luôn quý anh chị. Đó, gạch ốp lát nó nhìn nó rất là sạch sẽ. Nhà thì hơi bừa bộn nha, thì quý anh chị nào mình về đây sống thì mình dọn dẹp lại một xíu là cái căn nhà mình nó gọn gàng, nó xinh tươi liền à. Trở lại với cái khu vực đằng sau này quý anh chị này. Đó. Là cái khu vực như thường có nói là quý anh chị mình có thể là để một cái bàn đây rồi mình cùng ăn bữa ăn với gia đình ở ngoài đây cho nó mát ha. Rất là tuyệt vời luôn quý anh chị. Đó, về diện tích căn nhà này thì thông tin lại cho anh chị, ngang là 12m, bề sâu là 30m, nở hậu là 14m. Đó, địa phận là thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm là hơn 30 cây số. Và cuối cùng bật mí cho quý anh chị, cái giá bán căn nhà này là 1.790.000.000. Đúng giá nha anh chị nha, 1.790.000.000 cả nhà lẫn đất. Quý anh chị quan tâm thì hãy liên hệ ngay để được đi xem thực tế căn nhà này. Và nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những cái căn nhà đẹp, những cái bất động sản giá rẻ sắp tới.